ai cũng dùng hết mà. Không, em bậy 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 nè, cái màu nó lên như vậy nè mới bẻ. Kệ, sống mà sống còn ngon nữa. Bậy bậy, đừng có bậy. Chín cũng ngon mà sống cũng ngon nữa. Chủ yếu là dạng sống mà. Nờ, có cá còn thịt bỏ vô ăn chừng sâu vậy đó. Tiêu con sống thơm hơn. Mà cay nó bùi hơn. Thôi mình không ăn cho ăn hai nè. Thôi bữa nay được không? Không, được, cảm ơn bên này. Cái mì Thái nè, ai ăn thì nhổ, đem củ gì sống ăn. Mì là mì Thái đó hả? Mì Thái sao thấy củ? Rồi hết. Làm đi hồi thấy lạc đường cái gì ơi. Làm đi, bắt đầu nè. Đâu có đâu, đâu phải bộ công anh đâu à. Được không? Đâu, 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 đâu. Vậy đó hả? Vậy đó hả? Ồ, dính vô mình rồi, quyền kìa. Bộ công anh mà. Ồ, bay đó hả? Coi kìa. Cái cam nó ngon đó. To kìa. Em bể chanh cho anh hai nè. Nó hay đó làm gì? Yeah. Xanh thôi đừng bẻ đi mấy trái. Rồi hết rồi. Thì bên đó thấy hai trái chín kìa. Ngự đi bờ đi cho mau. Đủ rồi, ruộng cái hết của tôi luôn à. Đây có cửa nè. Bình thường. Mở ba vô đi. Mọi người sách vở cho. Bài khúc. Quay đi bà này quay. Đi. Coi đồ bắp nha. Đi né né ba cái đồ bắp kìa. Đi với thím ba mày kìa. Bỏ nó mới có, bên này không có đâu. Đi đi. Rồi đi. Không ăn canh không? Hái canh về tắm nha. Hái được rồi, mấy ký rồi. Ở đây đi nha. Để ăn cao này không? Cái gì vậy? Wow. Đi sao hay vậy?